Sau hơn 2 năm triển khai, 80% người bệnh đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã không dùng tiền mặt khi thanh toán. Chi trả lương thì đều là qua ngân hàng rồi, nên là bây giờ mọi người sẽ bớt cái khâu là phải đi ra quầy, đi ra cây rút tiền để cầm tiền mặt đi. Ví dụ như là hình thức QR code thì chúng tôi có cả QR code động và QR code tĩnh. QR code động phần mềm sẽ sinh ra cái chi phí khám chữa bệnh. Người bệnh chỉ cần dơ cái mã QR code ra tích hợp với cả cái màn hình thì là có thể thanh toán được. Đại diện Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, việc thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và công khai minh bạch chi phí khám chữa bệnh. Hiện 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai, thậm chí có thể vừa trả một phần bằng tiền mặt, vừa chuyển khoản phần còn lại nếu có nhu cầu. Việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ giúp thực hiện mô hình bệnh viện thông minh hướng đến chuyển đổi số toàn diện trong ngành y tế.